Trời ơi, này cá kho ngon quá cả nhà ơi. Cá kho mình phải chan nè, cái đã, múc nước nhiều nhiều quá. Gấp thêm con cá nữa cả nhà ơi. Để mình tuốt cả nhà coi nha. Rất là dễ dàng. Rất là dễ dàng. Đây là cách ăn cá sát nhá, xanh kỳ này cả nhà. Rất là dễ dàng. Dạ Tùng xin kính chào quý cô bác, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn mọi người trở lại kênh Sắp Sáu TV của mình nha. Hôm nay mình cùng với Thí Nguyễn, chị Hai, anh Liêm với anh Hai làm bữa cơm ở dưới bè cả nhà ơi. Tại nó mập à? Hồi hôm anh Hai giăng lưới cá sát. Này được có mấy cá sát, cái xanh kỳ. Bữa nay có hai loại cá, mình sẽ làm hai món. Một món lạc và một món mặn. Hôm trước mình có hứa với lại một vị khán giả trên kênh Sam Sa TV là mình sẽ đi hái rau chay về để nấu bữa cơm. Mình làm với cá sát này cả nhà ơi, cá sát cá xanh kỳ này. Với cái loại kia chắc mình chọn một hai trong hai loại này để mình nấu với lại rau chay. Còn một loại kia thì mình sẽ chắc kho quá ha chị ha. Kho quéo ha, kho kẹo ha. Được không? Được không? Khô tiêu quá khô quá ạ. À. Giờ Thí Nguyễn với chị Hai đang chuẩn bị cơm. Giờ mình cùng với anh Liêm đi hai cỏ chai đi, hai rau lộn. Hai cỏ chai lệnh nó trâu ăn cỏ. Em đang nhớ cái tới cỏ cái cỏ xước cái từ cỏ cái xước thì cỏ này rau chai. Thì đó, từ cỏ. Cây cỏ xước cái em bay qua cái rau chai thành cỏ chai. Em là giống như hai em quấn hai thằng lại cục á. Là... Nói hơi liếu lử. Chế không? À, nói chung bây giờ mình tranh thủ cả nhà cũng trưa rồi, 11 giờ trưa rồi. Mình tranh thủ cùng với anh Liêm đi hái rau chay. Hello mọi người, đây là anh Liêm cả nhà. Đi Liêm ơi. À, đây. Chai nhóc chân, chai nhóc chân. Chai nhóc chân cả nhà ơi. Đây là rau chai. Mình cứ hái đi về hồi hồi lặt lại. Ừ, hồi lặt lại. Về đông người mình lặt. Ừ. Hái dài dài đại đi luôn ơi. Vậy vậy vừa ăn chưa? Vừa rồi. Dạ. Dài quá nó già. Nãy em chơi nguyên cọng dài họ luôn chắc ăn. Cái này nghe nói đợt hổm là cái bãi cỏ chai ở đây là muốn rụi hết trơn phải không? Ừ. Bãi này bãi dưới, bãi trên đó là rụi rồi. Chỗ này nó còn hơi sâu, người ta chưa lội ra tới. Ăn cái này không? Cái này uống được nè. Được không? Được. Sao nó cây nghễ không có xài được? Nó ngâm nước rồi uống. Đây là bông nghễ cả nhà. Cái nghễ, bông nghễ đây nè. Này nghe nói là ngâm nước vô cái ga nhớt nhớt uống nó mát. Rau chai thường nó mọc đây chứ nó có mọc ở trên bờ không ta? Có chứ, có. Mà trên bờ thì nó sẽ ốm hơn hả Liêm? Rau chai trên bờ là rau chai nhỏ. Rau chai nhỏ ăn tốt rau chai này nữa. Ở đây anh em mình ở gần cái bãi đất trống cồn này cả nhà, rồi có rau chai, cỏ xước, lục bình đồ nhiều lắm. Muốn ăn gì cứ mình chạy lên đây à. Ở đây lục bình cũng nhiều nè.
Hôm trước anh em mình có làm một bữa cá sát hấp lục bình rồi, cũng ngon lắm. Hôm nay mình hái rau chay về nấu canh chua. Quá trời lục bình này nè. Đó, bên đây là cây cỏ xước nè cả nhà ơi. Cây cỏ xước thì hôm trước anh em mình cũng có từng hấp cá sát nữa rồi. Cái vị cũng lạ, cũng ngon lắm. Liêm thường ăn rau chay không? Ít. Chà, nó hơi tưởng nó sâu. Mình thấy nhiều đó Liêm ơi. Thôi đủ ăn rồi, về anh Liêm ơi. Thôi, được rồi. Mình về. Như đây là ăn cho tốt 5-6 người ăn rồi đó. Quá êm bên ơi. Vậy mới gọi là tài công hết cả nhà. Tài xế là đáp nhẹ nhàng ha. Đây. Để lại là đem củi lại hồi trẻ đó, hồi đó dâu dạ dân thì thưa thôi, mà còn bây giờ mày có thưa mày có dân hết trơn rồi, nói lấy một cái rồi xue quẩy nó đi về bến đây ở đây làm mình luôn. Ừ. Rồi đó dạ thưa dân luôn. Rau chay này hồi đó hồi nhỏ hay xài lắm nè. Mấy đứa nhỏ mà bữa nào mà nó bón hết vậy hay. Cũng có xài nữa đó, thiệt. Cái này là ông bà già xưa mình xài nha. Người sau này cái đầu mình mua cái mấy cái chai thuốc của chỗ nhà thuốc Tây. Chứ hồi trước khi mà có cái đó, loại đó là sử dụng cái đọt này không nè. Với lại mấy người ta bị bụi vô mắt á. Bụi vô mắt lấy này kiểu vậy. Tại nó có chất nhớt á cả nhà. Nhớt nó nhờn nó không gây đau. Chất nhờn nó không có đau mắt. Với lại mấy người bị bao tử vậy nữa. Người ta ăn cái này để người ta hấp. Hấp mà chấm gì? Chấm nước tương thôi nha. Đừng chấm chao nha. Đừng hấp chấm chao. Cái bài này mà chấm chao là không bị bao tử được. Cái đúng cái môn của nó là phải là hấp chấm chao. Chấm chao nhưng mà em nói là cái người không bị bao tử kìa. Người ta ăn vậy mới ngon. Bây giờ hấp chấm gì? Này nấu chua hả? Nấu chua đi. Lặt mấy màu á, ta hái mấy lòng quá. Rồi đưa đây ta bẻ vậy. Một chút ăn không hết luôn. Nói chứ này hái màu quá nha. Hai anh em mình hái có chút à. Anh Liêm hái chứ mình không hái nữa. Ý là có một người hái đó. Mày đó. Tao lặt là tao giao nha. Một người hồi là người ăn ba đũa thôi nha. Ba đũa rưỡi là bị vuốt đó nha. Sao vậy? Ngồi lặt đau sống thấy bụng rồi mày đều ăn nhiều đó. Tới tao giao rồi nha, ăn ba đũa thôi nha. Chị nói ai là được ăn nhiều? Tôi không biết, người nào lặt thì ăn nhiều, và lặt đi ăn nhiều. Vậy thôi đi, em vô em lặt. Ừ, lặt đi, lặt ra chừng 2-3 cộng đi cũng được đó. Lặt đi rồi ăn nhiều, mà ngồi không hồi ăn nhiều là vuốt đũa đó nha. Chị tứ vậy thôi ha, tứ tới mày luôn. Tới dưới có mấy cái cộng này là tét. Tét chỉ. Anh hai về hay vậy? Ơ lên tước rau chay nè, để hồi nhịn á. Chị hai chỉ ra lệnh rồi đó, ai không tước là khỏi ăn. Đang rất mệt á. Không nhiều lắm thì ra, quá trời ra. Nhiều không? Nhiều không? Hùng bê luôn. Ừ. Gì thế thế à? Tính nha. Nay bội thu anh hai. Trời ơi, một thùng bê luôn kìa. Cá lóc không ạ? Trời chị sao bữa nay làm gì có cá lóc chết trâu dữ hả? Nè. Cái điều hồng. Cái điều hồng. Cũng là chết đó. Cũng là chết. Đại dưới đó đi. Còn cá điều hồng gần đây. Cái chai này nếu mà mình đi ra chợ mình mua là mấy ngàn ký ta? Mắc hơn chứ, người ta lật sẵn hay gì ha? Ta không có lật gì. Có không? Không. Để chị tuốt cái lưa lá, không có tuốt cái này. Vậy về ta cắt ngang rồi ta Ta về cho mình ăn tới đâu mình lặt chứ, mình làm rồi. Chứ. Ừ, người ta lặt rồi nặng nhẹ chứ. Chứ để người ta lặt ra rồi. Không, biết sao không, cưng lặt ra rồi chiều về nó héo xuống không không? Người ta lặt lại rồi nó tươi. Giống như chừa lá cho thở gì. Chừa lá cho nó không héo. Một đá riêng để chút đặt uống. Đặt uống rồi để trong thùng rồi kìa má ơi. Ừ, cái đó mới mua hai góc để vô đó.
Mày làm với tao vậy ông Đậu ạ? À? Trong tôi thùng mốt kìa, để nguyên bọc kìa. Tệ hơn vợ ông Đậu thôi, tao đâu tệ với mày. Dù gì cũng giống vợ ông Đậu thôi chứ. Lấy vịt xiêm đổi vịt con về nuôi vậy nữa đó. Nói chứ khán giả kênh Sám Sát TV ai cũng khen chị Hai giỏi. Đúng rồi. Phụ nữ miền Tây mình chị Hai bằng gì là nặng lắm đó, cực lắm đó. Thì kéo gì nặng lắm ha. Mình không nói riêng gì chị Hai, tại vì những người mà làm nghề ngư dân này thì ai cũng vậy nha. Nhưng mà cái ngành này thôi. Phải chịu. Mà cái nghề này quen. Kêu là lấy chồng theo chồng á chị Hai, chồng làm gì làm đó ha. Nó làm như châu nó cũng bắt mình làm theo hết. Vậy chứ người ta kéo giường phao cho chị, kéo giường chì nhẹ chị đội gì nữa. Dám đâu. Sao nó giường chì nặng? Chì nặng có gì? Hay lắm. Mày về kéo đi vài bữa con cọp mày thành con sư tử không? Tính gà, ai lên. Tính gà chuột chị Hai bự hơn chuột em nữa nè. Nó thành con sư tử chứ thành con chuột cái gì? Vậy giờ mọi người ai mà muốn chuột bự ơi đừng đi tập gym gì chứ. Ờ đi theo chị Hai nè, chị đi kéo Hai. Lưới đi kéo lưới chị Hai. Huấn luyện kéo lưới. Dạ, hôm nay nghỉ lâu ha, nghỉ cả tháng mấy ta từ hồi nước tới giờ ha. Bây giờ kéo lại nó sổ á. Thánh thằng ơi nó mỏi y chang như mà đâu lội được ngàn cái số. Nó mỏi á, chứ không phải là nấy nha. Sổ đùi vậy hả? Ừ, y chang như sổ đùi vậy đó. Trời ơi nó mỏi. Bởi vì em kêu anh Hai vô đợt rồi đừng có nghỉ bữa nào chứ á, thì chị Hai quen là không luôn. Nghỉ thiệt, không phải ấy mà tại thiệt, kéo hoài thà kéo hoài luôn. Còn nghỉ giờ kéo lại thấy nó mỏi. Anh vô anh lặt kìa, hồi anh mới có ăn kìa, chứ thôi là anh không có được ăn vô chai kìa, chị Hai ra lệnh rồi đó. Bà nói không, ai không lặt là không cho ăn á. Không lặt không mấy chị lặt cho chồng à, chị ăn đi chị Hai. Hả? Ha? Cũng được chứ, được. Không mấy chị lặt đi, hồi cho anh Hai ăn với nha. Ừ. Trời, thông cảm với nó. Thông cảm, thông cảm. Nãy vậy với cái xịn, thông cảm với nó đi. Để làm như ai mà có móng tay mình lặt dễ hơn chị Hai ơi. Ai không nói, mình bấm bấm dễ hơn. Nói chung mình chừa xuống chừng mấy lóng ta? 1, 2, 3. Chỗ nào chừa non mình chừa không? 3 bóng lóng gì? Từ trên đọt chừa xuống 3 bóng lóng không? Chừng lặt thôi. Nhưng mà giờ cái này còn thể được. Bây giờ đi lặt một ca một cộng cho nó đẹp thì đẹp thôi. Cái này nè. Cái này hơi ốm nè. Hào kiếm còn bự đi. Cái này nè nó dai nè. Nhưng mà em để ý nãy giờ chị Hai là chừa chừng 3 bóng lóng rồi nè. Đúng không? Bé ơi. Nó non. Nè cậu mày mới ngon. Nhiều món chừa tao. Chừa tới đây. Tới dưới luôn. Tới đây nè. Tới đây nó già cặn à. Dạ. Nói chung mình bấm từ từ, nếu mà mềm là dừa. Mềm là dừa. Rồi từ cái lóng đó mình dài lên cái đầu. Nó nói chung mày này còn được không? Được. Nhưng mà thường thường mình xài cỡ này à cả nhà. Thôi, mình mình lột rồi mình lột cái lá với lại lột cái bao lá luôn. Cái bao lá trên đây non nên còn dừa nè, làm cái này là cái bao lá nè cả nhà. Nó cái này là cái bao lá. Với lại cái lá non trên đây mình chừa một chút xíu để mình ăn cũng được. Đây mượn cái này, cái này cái bao lá nè. Ừ. Đó cả nhà, đây là cái lá, còn cái phần trong này là phần cái bao lá nó ôm vô cái thân của cái cây rau chai á. Mình lột luôn. Còn ổng mà lâu lâu không có cái sình này biết làm gì không, ổng đem ra ổng hơi nắng không để cho nó chờ ghe. Đúng rồi. Có người là ăn thích cá cá hơi thấm thấm vậy. Ai rồi cái đầu ổng đem. Nó mềm. Nó mềm. Cho nó sình cho. Rồi nó bùi bùi nó cũng cứng. Với bao nhiêu người ăn hỏi là xem đặt lú nó vô cá chết nhóc hết trơn á mà ổng không ăn. Cá chết nhưng có con á không sình ổng không ăn. Ổng đem lên mua ghe ổng khơi chánh sình lên là chiều cái ông chân ổng để gừng để tiêu ổng để đồ vô. Để cái ông chân ổng nhậu. Dở cái nồi ra ha nó thúi, tao nói mày cứ nó thúi nó nghe mùi gừng nó thơm lắm á. Cả giờ thơm giờ thơm nha. Cá nó là thơm. Có thúi. Tại không phải tại anh cái mùi đó anh thích anh ăn được. Giống như sầu riêng. Con cá nó không có. Sầu riêng tốt quá. Nữa nó chơi được cũng cãi nữa. Thì dạy tại gì? Mới tại mày mới rồi mày làm á, đầu tư lúc mày mới mày chưa có chân á thì nó thúi nhưng mà mày chân lên rồi nó không có. Bây giờ tao nói mày nghe. Tại sao mà trái sầu riêng người thì nó thơm người nó thúi. Ăn không được thì nó thúi, còn mày ăn được thì mày nó thơm. Ừ. Người ta ăn không được nên nó thúi, còn dám nó sầu riêng nó kêu ổng mua sầu riêng về nó ăn không. Là nó nói sầu riêng ngon, nó thơm. Mà trong công nhận chị Hai có gắm vậy nó dễ ăn ha. Ừ, con gắm dễ ăn. Bảo gì nữa? Bảo cũng dễ ăn. Lụa dễ không? Không, lụa nó kén ăn dữ lắm luôn. Kén gì ốm quá. Con lụa ốm. Con lụa nó kén ăn dữ lắm. Cái gì nó ăn được là nó ăn nhiều nghe, còn cái gì nó không ăn rồi mày kêu nó gớ nó không gớ nữa. Nó dạch ra nó thấy rồi là nó đẩy trở lại. À, mua trái sầu riêng mình đưa mướn
đó giờ mày mua tấn sầu riêng mày đưa gắm nó cũng ăn nó mà ông nội vậy giờ mày mua tấn sầu riêng mày để em cũng ăn nữa. Còn tao là không ăn, tao không gớ từ hồi đó giờ luôn á. Thúi quá. Khỏi ổng rồi đó giờ tao đâu có ăn đâu. Vậy em chỉ vậy nè, chị mua đi về chị đừng có ăn. Không, không mua, thúi quá không mua. Chứ mua thúi quá không mua gì vậy? Mua về cháu ăn hết trơn hả? Thì tao. Mày đó. Hiện tại trong gỗ mình có hai loại cá đó nè. Một loại là cá xanh kỳ nè, một loại là cá sét. Mình sẽ chia ra hai loại để mình làm thành hai món. Cá sát kho đi. Cá sát. Cá kho ha. Dây ít mà. Nó với lại xanh kỳ thì mình đỡ qua để mình chua. Nó lên chua. Cái gì xanh kỳ nhiều. Giờ mình đổi nè. Đây rồi, con cá sát. Đây là hai con cá xanh kỳ và con cá sát đã mần rồi đó nha. Đây là con cá xanh kỳ, còn đây là con cá sát. Khi mần rồi nó hơi bị đỏ đỏ nên mình khó cách phân biệt, nhưng mà quan trọng là nó có hai cái phần đầu nó khác nhau nè. Cái con cá ấy, con cá xanh kỳ là nó tròn, con cá sát nó nhọn hơn. Nó chỉ có vậy thôi cả nhà ơi. Ừ, tính ra cũng bằng bằng. Giờ mình lựa đi, cũng lựa chưa? Bằng bằng rồi bên đây rồi. Cá sát nè, sát bự quê. Xanh kỳ nè. Ở xanh kỳ có trứng nè. Mà ừ. Trứng mà trứng của mấy con cá sát cá xanh kỳ này ăn không có ngon cả nhà. Thấy nó vậy cho nó không ngon. Không béo sao? Cùng là vậy nha, con cá út á. Nó cũng cỡ vậy đúng không? Nhưng mà con cá út cái trứng nào trứng nấy bằng ngón tay đầu đũa này nè. Còn cái trứng này nhỏ nhỏ. Đây nguyên chùm nè các bạn, nguyên chùm. Cái này nhiều nè, sao nè? Cái nào nhiều? Nó đầu tưởng cá sát ít giờ cũng nhiều nè. Vậy chỗ nào? 50-50 không? Ừ, 50 rồi đó. 50-50 dễ rồi. Ừ, nè. Vậy giờ trước giờ cái này mình kho, cái này mình ấy tiếp. Vẫn nấu canh chua bên đây tiếp. Canh chua nào béo? Hỏi hai nào béo? Không, béo là mình nên kho cá sát đi. Cá sát kho béo kho ngon hơn. Quyết định vậy nha. Giới thiệu cả nhà, đây là chậu lan chị Hai mới sang qua nè. Hổm mình trồng trong cái chậu nhỏ nè ơi. Chị Hai để rễ lục bình vô nè. Chị Hai để rễ lục bình nhiều quá ta. Rễ lục bình nhóc trơn. Rễ lục bình này phân không á nha, tốt. Hàng chi bữa nay bông nó đẹp hơn nè. Chị Hai phải không? Bây giờ mình đem ra đây mình để cho đẹp. Cái này để qua đây được. Được chứ. Để kho cái gì vừa thôi cái mà. Sao? Cái bự cái xác là để bên đây con đi cho nó chua luôn. Cái bự đều nè. Để xíu thôi mắc kia nhớ. Chứ mình để nhiều thì ngon, nhưng mà để ít thì ôi để ít thì muốn ít thì nhiều nè. Mặn mặn hay là muốn ăn hơi rồi số cá này mình nấu canh cả nhà ơi. Nước sôi rồi nè. Để cháy vô ha. Dạ. Hết luôn đi. Hết luôn. Này mình nấu canh chua với chanh ha chị Hai. Nước mắm cá cơm của anh Liêm tài xế hả? Ừ, của Liêm tài xế. Rồi, rồi. Mà quên nữa. Thôi để hẹn clip sau đi. Quên đi. Đúng ra mình để rau đó nha. Nhưng mà chị Hai nói mình gấp cá ra thì sẽ ngon hơn. Giữ được cái độ dai của con cá để không nó cục. Dạ. Thơm nước mùi nước mắm ha.
Rồi mà mốt giờ mình nêm nước mắt luôn đi. Còn hai, còn hai. Còn bọt nhóc hai. Bà hốt dư dư đại đi. Đừng vừa. Cái màu đẹp quá hay ha. Gạo chay này mình luộc phải chín nha cả nhà. Mình nó chưa chín rồi mình ăn nó hơi tăng này nha, tăng cái miệng á. Bây giờ nồi canh chua chín rồi, mình tới nồi ơi cá cả nhà ơi, ơi cá kho. Nãy quên mua me ta. Me ngon hơn không? Me mua đúng tiền chanh này khỏi tốn ha. Tươi nó mới giống này nè. Ra. Đúng rồi. Cái thì nó đèo quá nó bể. À. Nó cong mình đè cho nó thẳng là. Dạ. Em hỏi tại em sợ nó chín quá mình đè cái nó bể thịt. Đè cũng có khi thật khéo tay lắm mới không bể. Đói bụng rồi. Cái mùi này càng đói hơn. Rồi cơm chín rồi cả nhà ơi. Này cá nha, trong cái tô canh chua nhiều quá mình để không hết, mình để ra dĩa. Đây là canh chua đó nha. Ủa, cá đâu? Cá này để ngoài hết luôn hả? Ừ, cá để ngoài. À vậy là sau khi mọi người cá mình để ở ngoài cả nhà ơi. Cá nấu canh chua này mình để ngoài, còn cá kho thì gấp ra dĩa rồi. Mình không có tô bự, không có tô bự để chung mới đẹp ta. Rồi cơm chín rồi, mình mời cả nhà dùng cơm nha. Mời cả nhà dùng cơm nha. Cơm luôn. Ăn cơm không vậy? Ăn cơm không chứ gì không có. Nó chơi gấp rồi, gấp rồi ăn là chị hai. Mình ăn canh chua mình nấu thử gấp à. Gấp cá vô này. Gấp canh chua gấp cá vô. Cá này á để mà nguội hồi là hết ngon á. Gấp cá kho. Rồi. Rồi đem gấp cá vô hay gấp mày. Bự. Cái chén dễ vậy mình. Trời thấy vậy mà nãy anh tim là anh Liêm lẹ tay rồi. Phóng xuống cái đầu là gấp gãy một chút xíu một đống. Là một đống cá luôn à? Dạ, một đống cho chai. Chai này ăn cá kho hả? Ừ. Ừ. Mà cả nhà ăn cá kho khô. Dạ. Sao chị ai thấy Nguyễn kho được không? Được. Được hả? Cũng được hả? Ừ, cũng được. Bữa nay do mình làm cơm hơi trễ á nha. Mấy anh em giờ này đói meo hết trơn à. Mà tính ra mình ăn cơm đây mát hơn cả nhiều. Gió thiên nhiên. Còn ở trên nhà là quạt gió nhân tạo. Cái này nắng cái nào cũng không có nóng hơn trên nhà. Cái nắng cỡ nào căng cát thì cũng không nóng hơn trên nhà nữa. Nó nắng cỡ nào nắng cũng không nóng. Một gió hay có hơi nước. Không có hơi nước cơ. Cô Sáu vô ăn cơm. Cô vô ăn cơm với con nè. Ăn cơm, ăn cơm.
Đây là cô Sáu bán rau ở chợ đó nha. Anh em mình hay lại chợ mua rau cô Sáu nè. Giờ này cô Sáu đi đi chợ bổ hàng. 2, 3, bánh xì. 2, 3, người ta uống rượu này. 2, 3, uống bánh xì. Hay thì tin nữa thì đâu. Đúng rồi, rưỡi xì. Được rồi, Tùng mời cả nhà dùng cơm nha. Ăn gì trước đây? Phân dân quá, cái nào cũng ngon nhưng không biết ăn gì trước chứ. Thôi nè, còn cá bự nè. Cá bự. Thôi mang bên đây bên đó để chị Hai đi. Bây giờ thôi trước tiên bây giờ mình ăn cái món kho trước đi. Hay vậy, món kho hấp dẫn. Món kho mặn trước đi. Mặn mặn. Tại vì mình ăn từ mặn cái mình qua kia cho nó lại. Tùng xin mời cả nhà nha. Đây là cá sát. Cá sát kho ớt. Ở kho này gọi là kho gì chị Hai? Kho hành. Kho hành. Mà cũng có ớt nè. Hành tiêu, tỏi ớt. Ngon, ngon quá, ngon quá. Đúng rồi chị Hai biết không? Ở nhà em ăn quen cái thú vị này rồi. Không, ngon, ngon, ngon quá. Hồi ban đầu em ăn á thì ăn không được. Dạ, ăn quen rồi. Ăn đói. Không, hai đứa mình đói. Vậy gì, chị Hai mày khó không vậy gì? Tôi che kho còn đảo gần thật tí nó kho còn ngọt hơn nữa. Tỉ nó coi thịt không, coi cá nó chia thịt nó cũng hút được nó. Dạ ha. Ừ. Nó không ngọt hơn nữa. Nó xấu người vắng mặt ha. Ham thiệt á. Không cũng tùy khẩu vị thôi, cái đó đâu có nó chơi. Dạ. Quên đem mấy giá mấy cân chút. Để mình dùng hết con này mình mới múc canh được. Chứ mình ăn hai cái trộn lại nó mất cái mùi vị hết. Canh nóng ra canh mà kho không ra kho không được. Thấy không? Ăn thêm hai. Để xương dưới luôn hả? Ừ. Để đại đi, ngồi cho cấp được nè. Bỏ đại. Hả? Bỏ đại đi. Bỏ đại đi, ngồi cấp được cái ăn thôi chứ. Ủa chả nó tròn luôn ăn chưa? Rồi. Sáng hả? Lúc nào nó ăn. Ủa chả nó lưu dưới mấy con mèo là chung một mâm hả? Chung mâm mâm hai mâm? Hai mâm, hai dĩa. Chứ con mèo không dữ mà. Chứ con mèo nó có 3 con mà. Nó có đồng bọn, bọn lưu trở con mình đó. Nó chứ con mèo dữ nào chứ đâu dám ấy. Tại mấy con chó nó ấy. Mèo cho dữ cái nào nó không dám chống con chó. Mà con chó không dám chống con mèo. Bạn lưu lý đất quá. Nó chọc mèo. Nào bị mèo tán quả gì. Chứ con mèo đâu có thèm lại chọc lưu đâu. Nói chung em thấy cá sát đó là kho là ngon nhất đó. Kho dễ ăn nhất. Nó đúng bài của nó nhất. Cúp đực, con ăn nha. Nó vừa ăn nó đỡ ngán. Ăn đi con. Còn nấu canh đồ cái nó ăn, em ăn luôn con với hai ăn ngán. Bữa nay mới thấy nhường à, mới thấy anh nhường cho em à. Không gãi nó ăn của em, nó dành của con em không mà chứ hai. Còn ăn cho là ăn trước à. Bữa nay nhường rồi kìa. Phải. Hôm nay cỡ này biết điều đó nè. Con cho nhỏ nó quá hung dữ. À. Dữ hơn nhỏ lớn. Thấy không? Nhỏ không dữ hơn không? Ừ. Bây giờ mình sẽ ăn canh chua cả nhà ơi. Giờ trước tiên mình gấp rau nha. Gấp rau mình phải gấp cái khác nữa không? Để em ăn cái này. Ừ, cái này nè. Cái này được để hoài luôn đó. Thôi thôi thôi, thôi để với hai. Thôi cái đó đi. À, em sang cái này cái khác kỳ. Thôi cái khác kìa. Mày đừng kiếm chuyện nha. Kiếm chuyện là đó. Hai mày đó được không mày gấp cho mày cái đầu. Tụi mày có nhà canh chua cá xanh kỳ nha. Này mày mời anh Tùng kìa. Mời Tùng ăn con cá xác này nè nha. Em có rồi. Mẹ tao để về ngoài luôn nè, mày đưa cháy vô không? Dạ cho có rồi. Để đây, để xuống đây. Thôi thôi thôi. Bỏ cháy vô. Đây chị Hai gấp kìa. Mày thôi đưa đây đi. À, cảm ơn chị Hai. Thank kìa. Dạ, em cảm ơn chị Hai. Chị Hai cho con bánh kilo cái nhà. Trời ơi mấy anh em nhóc hết trơn, em nhỏ nhất mà chị Hai gấp cho em thiệt chứ. Trời em nói nhiều quá chứ em ăn đi, ngồi em nói nữa em không có ăn được. Quá trời bự. Con này là con cá sát cả nhà, hồi nãy anh em mình bàn là cá sát là kho hết nhưng mà tại cái ơ nó nhỏ. Rồi con này thì nó bự, cái mình lấy con này mình phải để vô cái nồi canh chua. Vô kho chung với mấy con cá xanh kỳ. Nay em định ăn con cá xanh kỳ nấu canh chua ra sao nè, mình hay cho ăn cá sát nữa rồi. Ok cũng ngon, ngon hơn đó nha. Quá đã. Chấm nước mắm à. Ngon vậy.
Bữa nay hai anh em canh chua ngon quá. Hổng vậy ăn canh chua cái loại khác, bữa nay ăn với rau chay. Rau chay nó có hơi khác chút. Tốn cái bao tử, cái tăng cường cái độ nhờn cho mấy cái khớp nữa. Nói chứ cái ngư dân mình đi kéo lưới mà làm việc nặng thì nè, mình nên ăn mấy cái loại này nè, đi đậu bắp nè ha, cái rau chay nó có chất nhớt, còn nó bổ sung mấy cái khớp, phải không? Cho mình kéo lưới rồi cho nó khỏe, để kéo lưới nặng làm nặng mà. Thấp nữa con. Càng về càng lớn tuổi là cái độ nhớt trong cơ thể mình nó càng ít. Mấy người lớn tuổi tại sao mà cái xương hơi cụp 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 hoài là khô á, người ta nói khô á liền. Bởi vì mình ăn nhớt nhớt à. Bự về lại luôn hai. Tốt, trời ơi quá trời thịt à. Thịt ngọt dữ vậy. Ồ bữa nay hai cái món này quá là hợp hợp rồi cả nhà ơi. Canh chua mà rau chay này ăn với cá kho này quá trời hợp rồi. Là một món mặn, một món lạc. Canh chua là phải ăn với cá kho khô. Không vậy nó mới bắt. Đúng là cái nước đó hả? Phải chan vô cơm ăn cũng đã lắm á. Cái gì? Nãy em quên chan nữa canh chua. Canh chua. Cái béo nè. Chắc cái béo. Ăn ở bụng hả? Trước khi mình ăn thêm miếng nữa, bây giờ mình cho ba cho con xin nhớ ba. Hai. Nãy giờ đói rồi. Ăn miếng là dặn bụng đỡ đó. Đúng rồi, nãy em mời mấy anh em ly trước, ly nước trước, nhưng mà tại đói giờ này trễ rồi, thôi để mấy anh em ăn dặn lót bụng miếng xin chút xíu đi. Cũng xin mời cả nhà nha. Tiếp tục anh em mình ăn cơm với xì tin nữa cả nhà ơi. Mới mốt mình làm món nhậu mình cũng nhậu với xì tin nữa. Lâu lâu mình mới nếu như rảnh không chị á, ví dụ như chiều mình không có nước lưới hoặc là ngày mai mình không có, mình mới làm được. Ví dụ như anh em mình mời cả nhà thì một vài ly rượu để sẵn mình mời những cô bác nào mà biết uống rượu á thì mình có thể làm được vậy. Còn mấy bữa nay thì chiều nay anh em mình còn làm lưới nữa nên không có dùng được rượu cả nhà ơi. Tiếp tục mình uống xì tin. Rồi mình dùng tiếp nha. Ăn chị hai. Đi. Thôi thôi thôi. Heo. Bưng qua, bước qua bưng cái nồi canh cái không? Hả? Heo. Gì vậy? Bước qua cái thùng bưng nồi canh đó. Đâu? Đó. Rất tâm lực. Cái cô trai mọi người. Trời ơi, này cá kho ngon quá cả nhà ơi. Cá kho mình phải chan nè, nó đã, múc nước nhiều nhiều quá. Gấp thêm con cá nữa cả nhà ơi. Để mình tuốt cả nhà coi nha. Rất là dễ dàng. Rất là dễ dàng. Đây là cách ăn cá sát nha, xanh kỳ nè cả nhà. Rất là dễ dàng. Rồi, cốc được đâu? Cốc được đâu con? Rồi, tụi mời cả nhà nha. Đây là cái bụng nó cả nhà. Cái bụng nó tập trung là cái phần béo nhất, phần mỡ. Còn trên này thịt nè, thịt nạc không à. Thịt nó ngọt lắm. À, ăn cái béo này nè. Nước mắt. Nhất nó có giật không? Ăn cái đó phải tốt thuốc luôn. Đúng rồi, nhất quá. Nhất nó có giật không? Cá rồi làm gì nó cạch rồi. Không, mình lại kho ngon á. Ăn nước ngon quá. Trời ơi, có cái bụng nè. Có cái bụng con cá sát nè cả nhà ơi. Đây có bụng con này có trứng nữa nè.
ấy sao mà trứng nó có chỗ trứng, có chỗ nó còn trong quá. Trứng này đâu cần chua, nó trứng ngon lắm nè. Nhưng mà nó sao nói cá trứng con này không có ngon? Ngon, ăn thấy ngon. Ăn được thôi chứ không ngon. Ừ. Ngon thiệt. Trứng em thấy chỉ có trứng cá lóc còn ngon. Cá lóc. Ha. Vậy đó mày trứng cá gì ngon nhất? Chín rồi càng ngát rồi cái sặc ngon, biết cái sặc gần, cái sặc gần, sặc bướm, sặc đẹp thì cá là cá sặc là cái chín ngon nhất, dẻ dẻ cũng không ngon, cá nuôi thấy ngon. Giờ cái sặc gần còn ba con cái lùa còn cá sông chứ mày. Ở sao chị hai, mấy hàng này trên bên Bách Tư chảnh mọi người cũng khỏe không? Khỏe. Ở vùng chảnh ổn không? Ổn thì cũng như mình đây, cũng dịch như mình đây, cũng cá này nhóc cái trắng cá nữa rồi. Hai giờ cá lóc đâu mà con anh hai ăn cơm đi, anh hai cứ thấy cá trôi ở ngoài sông là anh hai ngó miết ngó là nước miếng nó nhiễu luôn. Đâu anh nên đổi dữ. Chiều nay mình làm cá sấy hả này? Bà ra đứng neo đi. Tối nay này có làm không? Đừng có làm không? Chai mát nữa. Chai. Nói chung mà đi với con bự nó hạp cá. Kiểu gì theo không? Cá không? Không kêu bà heo đi, bà heo. Ông này ông mới đi có mấy lần đâu mà đến mấy con cá khủng không đó. Thì mới đi với anh lôi ghe anh chị hai. Dính mấy con. Dạ, cá sa, cá mè. Cá mè dính mấy con bự rồi. Không dính được con cá mè bự nữa. Cá mè bự là đợt sau này đi chị trên đây một lần. Rồi cái con cá ba sa với cá mè ở dưới này luôn chị. Rồi mới hôm nữa. Rồi ông này dính cá bự không? Thằng ơi dính cái đuôi con cá mè mà nên phình cái đuôi gì đâu. Anh hai, đã. Dính cá mè mà anh lên mày nè. Ông nắm cái đuôi nó còn dưới bè sụn phải không? Ông nắm hai tay ông nắm cái đuôi nè. Còn có mè mười mấy ký. Ông nắm cái đuôi kéo lên đó. Nắm đuôi kéo kêu đến cái đường nó có bữa thì nó nằm, nếu nó nằm mà meo meo là không có ăn được thì đó em cũng sợ, nó trời ơi sao mà anh làm nói mà không làm được thì kêu nắm cái đầu á, đừng có nắm cái đuôi nắm gì chứ mà cứ nắm kéo lưới lên đi, mày là coi nó nằm ở trong lưới rồi nắm lưới rồi bỏ lên nó nằm mà nắm cái đuôi nó chạy cái gầm cái rồi nắm cái đuôi nó quảng hồn nó chạy rồi đó chạy cái hiền cái rồi trong chỉ kéo lưới bình thường không mà tính ra con cá hờ không nó nằm im ghe đâu độ mà cậu cho ăn tại vì á nguyên ta lưới ghét không à có gì nữa đâu có con không có con gì mà dính hết trơn á mà gần hết lưới nữa hai cây à hai cây mà dính cái con đó mà con đó mà anh nắm cái đuôi mà còn mà lên xuồng được rồi cũng độ cho ăn nó mới được vậy á chứ cái đầu nó cắm chứ có ăn cái đuôi chụp cái đuôi lại cái cắm thì mày kéo lên nổi cho nó nổi lên bỏ làm bắt con cá bự á càng tỉnh càng dễ bắt cá bự càng lóc chóc là càng đi người ta mới vào nghề cái gì ta từ từ ta mới có kinh nghiệm ăn hết cái này xương không nó nói bự ơi con gì đâm mà mạnh dữ lắm tôi tưởng là cá chó thôi chỉ có cá chó chắc đó trời mưa lại nữa đang mưa em chạy lại em kiếm cá mưa rồi có mưa đâu rồi không thấy mà bỏ bên sườn nhỏ đi qua chỗ bỏ bên sườn nhỏ rồi lúc đó là dính con cá mè đó cá mè lên tới luôn trời lại cũng không kịp vừa rung mà vừa mừng tụng nó quýnh nó muốn sụi dai à cái vỗ không mưa cơm mà cả nhà ơi không quên nữa đi ăn hết cái này ăn đi bới chén phải không cho con chó ăn nó đi rồi trong chén mình hết chén cơm mới được chứ thường nước là không non này vỗ uống ly nè nước không non còn ngon nè mấy anh à rồi non rồi rồi ngon đi ăn đi đếp. Ăn đi còn trái ngất kìa mày dính gì không vậy không dính còn cái xác nằm ngang cái bỏ. Dạ rồi anh em mình ăn xong bữa cơm rồi cả nhà ơi. Thôi anh hai gót vô miếng đi mình nâng ly mình uống ly này tạm biệt mọi người nha. Tạm biệt mình hẹn gặp lại cả nhà vào những clip sau. Vô. Si tin không độ. Bếp si không độ này si tin không độ. Dạ rồi. Anh em mình ăn xong bữa cơm rồi. Hôm nay ăn rất là ngon nha cả nhà. Cá xanh kỳ mình nấu canh chua với lại rau chay. Cá sát mình kho. Hai món này kết hợp ăn rất là ngon. Mới mốt mình vừa nấu canh chua với một món kho. Cá khác cũng được nhưng mà mình hai món này ăn rất là hợp phải không? Chứ giờ mình nướng không biết sao, nướng chắc nó không bằng đâu. Kho với lại canh này ngon hơn. Đúng không? Kho với nấu canh chua nó ngon nhất. Dạ rồi. Hôm trước mình có hứa với lại một vị khán giả là làm món với lại con cá út để dịp sau đi để
vài bữa nữa, ví dụ anh em mình có dính được chừng chục mười mấy con là mình làm được nồi canh chua nữa rồi. Thì lúc đó mà Tùng sẽ làm được một clip về cái lò cá Út nha cả nhà. Còn hôm nay là đã xong bữa cơm rồi đó. Tùng cảm ơn mọi người đã xem hết video này của mình nha. Tùng xin hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye, bye bye.